Hoàng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ad Channel. Các bạn có tự hỏi là bao lâu rồi mình chưa thấy lại những chiếc điện thoại chưa đến 2 triệu mà thôi? Có lẽ là bây giờ các bạn đã quá quen thuộc với những chiếc điện thoại khoảng từ 7 triệu hoặc là 7 triệu đô lên đúng không? Nhưng mà hôm nay mình sẽ đem tới các bạn một sản phẩm cực kỳ thú vị với mức giá chưa đến 2 triệu mà thôi. Và mình cũng đang rất là tò mò là chỉ với 2 triệu đồng thì chiếc smartphone hôm nay sẽ đem tới cho chúng ta những điều gì thú vị nhé. Và không chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng đến ngay với Xiaomi Redmi 5A. Tăng. Ồ, đi thôi. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái hộp của Xiaomi rất là quen thuộc, không có gì nổi bật. Vẫn là ở đây dòng chữ Redmi 5A. Sau này là một vài thông số về máy và thôi mình sẽ đi vào mở hộp, em nói ngay luôn nhé. Ở đây chúng ta sẽ có màu rose gold và mình sẽ để em nó có một bên rồi lát lại nói với em nó sau nhé. Rồi chúng ta sẽ có ở đây là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, củ sạc, một cái dây sạc micro USB, một cái khoai chọc sim. Ok, có gì nữa không? Rồi không có. Đi tiếp nè. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc Xiaomi Redmi 5A màu rose gold mà mình thấy thì nó nghiêng về màu hồng một chút. Và các bạn nữ mình như mình đây chắc là sẽ thích điều này, trông rất là nữ tính luôn. Và cái mặt lưng của chúng ta sẽ là làm bằng nhựa. Và cũng khá là dễ hiểu tại vì với cái tầm giá này thì mặt lưng nhựa là cũng là rất là tốt rồi. Mặc dù với cái tầm giá như vậy nhưng các bạn có thể sở hữu một cái camera chính tổng 13 megapixel hỗ trợ tính năng lấy nét theo pha. Quá đã đúng không? Dưới này chúng ta sẽ có loa và logo của Xiaomi ở đây. Cạnh bên thì sẽ là khe cắm SIM và khe cắm thẻ nhớ riêng biệt. Bên cạnh này sẽ là nút tăng giảm âm lượng và phím nguồn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bóc tem em nó. Đây là công đoạn mình thích nhất trong cái công đoạn mở hộp này. Yeah. Để qua một bên. Giờ thì hãy quay lại với mặt chính. Chúng ta sẽ có một cái màn hình 5 inch HD với tấm màn IPS LCD, giúp cho các bạn dù có để góc máy như thế nào thì vẫn có thể thấy rõ được. Và tất nhiên để tối ưu hóa màn hình thì ba phím điều hướng của chúng ta sẽ được đặt ra phía ngoài. Và ba phím điều hướng này sẽ có cảm biến định dung, cho nên là các bạn khỏi lo là gặp khó khăn trong quá trình sử dụng nhé. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái camera 5 megapixel và mình sẽ thử xem là nó có tốt không nhé. Wow, tốt hơn những gì mình tưởng luôn. Với mức giá này thì camera như vậy là quá đẹp. Thực ra thì mình có ấn tượng rất là tốt với camera của nhà Xiaomi. Các bạn có thể thấy thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều chế độ làm đẹp cho các bạn lựa chọn. 17 tuổi. Rồi nó qua quá tuổi mình rồi, láo dễ sợ. Về cấu hình thì chúng ta sẽ có một con chip Snapdragon 425. Phiên bản mình đang cầm trên tay thì sẽ có RAM là 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Và có thể mở rộng thẻ nhớ lên đến 256GB luôn đó. Mình thực sự là bất ngờ luôn vì Xiaomi trang bị cho em này con chip Snapdragon 425. Vậy nên là các bạn hoàn toàn có thể chơi mượt các tựa game như là Liên Quân chẳng hạn. Ngoài ra sẽ có một lựa chọn khác, đó là RAM 3GB và bộ nhớ trong là 32GB. Máy của chúng ta sẽ được trang bị MIUI 9 và chạy trên nền Android 7.1.2. Ngoài ra thì các bạn còn có thể thực hiện đa nhiệm trên màn hình ngon lành luôn đó nha. Và giá bán chính thức của chiếc điện thoại này sẽ là 1.790.000 đồng. Wow, quá hời cho các bạn luôn. Và sắp tới sản phẩm này cũng sẽ được lên kệ tại cửa hàng Cellphone S đó nha. Thấy sao? Em thấy sao? Đẹp không? Đẹp không? Thấy điện thoại này thế nào? Sao không nói? Nói đi, đẹp đúng không? Em này thì không nói. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy như thế nào về chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 5A này? Thì hãy để lại bình luận cho mình ở phần comment phía dưới nha. Và nếu thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Ad Channel. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye đi. Bye bye.